Chào mừng các anh chị đến với xe đạp thể thao vip.com. Thì tiếp tục trong video này, bên em giới thiệu tiếp tới các anh chị một cái sản phẩm về xe dựng, đó là Pina F14 màu xanh lá đổi màu. Cái màu này thì ở một số hãng thì họ sẽ gọi là màu chamomile, là cái màu xanh lá đổi sang màu tím, ánh tím. Còn bên em thì gọi đơn giản nó là xanh lá đổi màu cho là dễ. Thì cái xe này cùng với một cái cặp bánh Green Center chạy đùm sub hit được thửa riêng, đùm ceramic. Cho nên là cái xe này nó là một cái gọi là sự trau chuốt và sự tổng hợp rất là nhiều tâm huyết của chủ nhân cũng như là đội ngũ kỹ sư táp dựng xe ở bên em. Và trong cái video này thì bên em sẽ quay chi tiết để cho các anh chị cùng xem, cùng ngắm cái chiếc xe này để xem là nó đẹp như thế nào. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và sẽ ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đây là Pinarello F14 màu xanh lá đổi màu, chạy đồ là Shimano R7020 xanh đĩa. Chủ nhân của cái xe này ấy, anh ý là bạn của chiếc Pina F14 màu bạc titan chạy đồ R8020 hôm trước. Và cái xe đó thì bên em cũng có quay lên rồi, thực sự là nó cực kỳ đẹp luôn. Nó màu đen bạc titan cộng với cái cặp bánh thửa riêng cũng màu bạc titan luôn. Và dùng tất cả là đồ xịn hết. Anh ý phải thửa riêng là cặp bánh Green Center mà phải chạy đùm ceramic này, và phải chạy đĩa Shimano rất là mắc tiền này. Thì ra một cái chiếc đó là hoàn hảo luôn. Và tất nhiên là khi nhận được cái chiếc xe đó thì anh ý rất là hài lòng. Khách ở Đồng Nai của bên em nhá, rất là hài lòng. Và đây, đây chính là chiếc tiếp theo anh ý đặt. Khách nhà em đặt cho bạn của anh ý là chiếc này. Thì là về cơ bản cũng sẽ giống chiếc kia thôi, nhưng mà chiếc này thì sẽ tiết kiệm tiền hơn, là chạy đồ 7020 thì nó sẽ tiết kiệm tiền hơn. Nhưng mà bởi vì anh ấy cũng rất là kỹ đó, cho nên là anh ấy có cũng đặt phải là cặp bánh là Green Center chạy đùm hub shift ceramic, và cũng chạy yên là Zeus carbon. Yên cũng rất là mắc tiền. Thì cái màu xanh lá đổi màu này cùng với cái cặp bánh này nó phối màu với nhau rất là hợp và rất là đẹp. Đối với cái khung, bên em cũng bán khung này rất là nhiều các anh chị nhá. Khung thì bên em có đầy đủ màu và size, và khung đổi màu và không đổi màu. Ở một số shop thì có thể là cái khung đổi màu sẽ bán mắc tiền hơn, đó là khung không đổi màu. Nhưng mà bên em thì khung đổi màu cũng bán bằng tiền khung không đổi màu nhá, giá tiền như nhau anh chị nhá. Và cái giá thì nó sẽ tốt hơn. Giá bên em thì rất là ok về cả khung, kể cả cặp vành bánh này. Cặp vành bánh này ví dụ như là trên thị trường bây giờ nó đang rơi vào tầm là khoảng 16-17 triệu ấy, cho cái cặp bánh mà cao 6,6cm này, chạy đùm ceramic. Và cái này thì thường là phải đặt thì mới có anh chị nhá. Cái này bên em cũng có sẵn trong các cái video về vành bánh, thì bên em cũng sẽ có chi tiết cho các anh chị lựa chọn. Thì cái chiếc xe này có thể gọi là một cái sự tổng hòa, chủ nhân đã rất là hài lòng rồi. Và đặt tiếp chiếc tiếp theo cho bạn của mình. Và sau thời gian chờ đợi khoảng độ 2 tuần thì bên em cũng đã hoàn thiện xong chiếc xe này. Bây giờ thì bên em sẽ chuẩn bị để gửi cái chiếc xe này cho khách ở Đồng Nai của bên em. Các anh chị có nhu cầu muốn ráp dựng xe, hay là mua khung, hay là mua vành, hoặc là các cái chi tiết của xe, thì các anh chị sẽ liên hệ với hotline bên em nhé. Sẽ có đầy đủ thông tin chi tiết, hình ảnh, video
và báo giá các sản phẩm cho các anh chị nhé. Còn là cái chiếc xe này ấy, có một số các cái yêu cầu riêng của chủ nhân, như là bắt buộc phải dùng cặp đùm ceramic này. Thì đây, bên em cũng có quay chi tiết vào để cho các anh chị xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các anh chị ở các video tiếp theo.